Tại sao bài kiểm tra của con lại được có 8 điểm, 9 điểm này? Toàn những bài này là mẹ đã dạy con rồi. Thế bạn Bích ở lớp, bạn toàn 9, toàn 10 thôi. Bạn làm bài rất là tốt, bạn ấy rất là chăm chỉ. Thế tại sao con lại không có được những thành tích như bạn? Con phải chăm chỉ học tập thì mới có kết quả cao được chứ. Sao con lại không chăm chỉ thì không bao giờ có thành tích được con ạ, nhá. Thưa quý vị, nuôi dạy con là cả một nghệ thuật của những người làm cha làm mẹ. Chúng ta yêu con, quan tâm đến con và muốn dạy con thành người. Nhưng trong quá trình dạy dỗ, đôi khi những phản ứng theo bản năng của các bậc phụ huynh đã vô tình trở nên phản tác dụng mà chúng ta không hề hay biết. Vậy những sai lầm nào mà các cha mẹ vẫn thường gặp trong cách dạy con hàng ngày và làm thế nào để có thể giải quyết được những điều này? Hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình, chị Lại Thị Hải Lý, chuyên gia giáo dục của tập đoàn Hot Kids Việt Nam để cùng tìm hiểu. Xin chào chị Hải Lý. Như chị có thể thấy là ngay từ đầu chương trình thì chúng ta đã được theo dõi một số những cái tình huống mà chúng tôi đưa ra về việc là cha mẹ dạy con, và có thể thấy được rằng là những cái hình ảnh mà chúng ta vừa được theo dõi khi mà con không được phát triển một cách tự nhiên, bị gò ép bởi mong muốn của bố mẹ, và bố mẹ lại hay so sánh con mình với những con của các bậc phụ huynh khác. Chị đánh giá như thế nào về điều này? Các cái tình huống mà chúng ta vừa xem là tình huống mà rất là phổ biến ở các cái gia đình Việt Nam hiện nay. Chúng ta có thể thấy rằng là các bậc phụ huynh áp dụng các cái phương pháp mà như vậy là chưa phù hợp với tâm sinh lý cũng như là nhu cầu khám phá của các con. Điều này sẽ không có lợi cho cái việc phát triển của các con. Bằng chứng là các con sẽ tỏ thái độ ngay lập tức, có thể là không nghe lời cha mẹ, có thể là cãi lại, cũng có thể là bỏ đi, hoặc là các con cũng sẽ có những cái phản ứng như là không nói gì chẳng hạn. Thì cái điều đấy là sẽ khiến cho cha mẹ và con cái dần có cái khoảng cách. Vậy thì theo chị, điều gì đã làm nên cái tâm lý của những bậc phụ huynh muốn gò ép con mình theo cái mong muốn của bản thân như vậy? Nguyên nhân thứ nhất, các cụ ngày xưa vẫn hay nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ thì trăm đường con hư. Các cha mẹ thì đều cho rằng là con trẻ thì còn non nớt, cho nên là chưa có đủ cái kinh nghiệm, chưa làm chưa đúng hay là chưa phù hợp, thì xét một cái khía cạnh nào đó thì sẽ là đúng, là tốt. Nếu như mà cha mẹ nắm bắt được tâm lý của con cũng như là cái nhận thức nó phù hợp. Tuy nhiên ấy thì thực tế lại không phải là như thế. Phần lớn là cha mẹ sai, không phù hợp. Cái tâm lý thứ hai mà mong muốn là con của mình phải bằng bạn, bằng bè. Thế đâm ra là cha mẹ phạm phải một cái lỗi sai trong cái nguyên tắc giáo dục con người, đó là so sánh. Mà trong nguyên tắc giáo dục con người là không phải là dùng biện pháp so sánh, mà đấy chính là nguyên tắc nêu gương. Chúng ta cần phải nêu gương cho con trẻ, chọn một cái tấm gương nào đó để con nhìn thấy cái đích, có những cái chuẩn mực để con hướng, con phấn đấu đến đấy. Nhưng mà chính cha mẹ là cái tấm gương cho con cái của mình. Chị có một cái lời khuyên nào đó dành cho các bậc phụ huynh để có thể điều chỉnh cái cách dạy con của mình làm sao cho hợp lý? Khi đã là cha là mẹ phải có những cái kỹ năng làm cha mẹ. Chúng ta biết được các cái phương pháp giáo dục hiện đại, cũng như là biết được những cái truyền thống để có cách giáo dục phù hợp với con của mình. Hoặc quá khó, bế tắc thì chúng ta có thể nhờ đến các chuyên gia để có thể hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta có thể hỏi báo chí, có thể hỏi truyền hình, hoặc các kênh thông tin mà đáng tin cậy để chúng ta có thể chia sẻ các cái vấn đề của mình ra. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, giáo dục đúng đắn không những là có lợi cho sức khỏe của trẻ, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành, sự nên người của các con. Và tùy theo những cái giai đoạn, những cái hoàn cảnh, đối tượng và trình độ mà các bậc phụ huynh nên có cách giáo dục con mình theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình này, quý vị đã có thêm nhiều những thông tin hữu ích. Cảm ơn khách mời đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ. DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kids cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.